Thải to ra. To như nào? Đưa đây. Đây cả quả này nó to. Khả năng là mày phải đấy. Nào? Mày phải đi cọ cho tao cái chảo kia để tao nấu lại. Anh bảo anh phá làm gì còn oai trí thể hiện. Thế là con nổ bùng 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 xong điên chảo. Ai biết đấy? Trong tivi người ta hay chèo chèo. Sao anh làm được bùng bùng vậy? Nó mỡ nó cháy à? Mày ăn được. Ăn được anh ơi. Rửa đi cho nó đẹp. Oai, ngon là được không mày đẹp. Tao nấu thì ngon, để ăn tự ngon. Thế, con gì phải rửa? Rửa đi cho nó sạch đi. Cho nó đẹp luôn. Thế thì nó mà không cháy thì cái này là bẩn à? Hả? Nếu mà cái này không cháy thì cái này là bẩn. Không, nó không đẹp. Oai, đẹp, anh có đẹp không? Đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời. Đẹp như cô tiên trắng trần. Đẹp như kiểu nàng tiên cá. Đấy, to thế này. Ui, ăn thế này chứ. Em thích ăn liền ba quả mê một lúc. Bao tiền? Không có tiền. Bao nhiêu con gà? Dạ, anh khôn đấy. Anh biết đưa anh cá lãi em bao nhiêu con gà không? Ôi, đùa. Tao khôn tao mới to hơn mày. Chứ không người ta bé hơn mày à? À. Cái anh già hơn em ấy, anh của dâu ấy. Bỏ. Cái mắt nhỉ. Xong rồi bao giờ mày nấu con cá? Cho con cá với rán đi. Rán làm gì? Mày này. Thế anh mang chảo đi chỉ có rán thôi chứ. Cái gì? Chảo cá đi, chảy rán cá. Rán. Ây, đừng điên à. Chảo cá đi, chảy rán cá đi làm gì? Tí nữa. Ui. Nó đen đen nhỉ? Tại anh à? Em cho thêm muối nhé. Cho muối, cho vào. Thôi, mà đi thôi. Được chưa? Rồi. Đang 19. Đang nửa cân 19. Khói quá. Nó mà hành. Ui, ta vả nó phát bây giờ tí nữa mới cho hành. Thế thì anh bật cho gia vị. Tao ớt rồi nữa này. Thế anh bật cho gia vị. Mày. Rồi đảo đi. Đúng không? Đó. Không được rồi. Đấy quá. À, cái này để ra làm đũa. Cứ bỏ lá đi. Lá mê. Đảo cho nó chua thì. Chua cá. Ăn là mới phê. Vitamin phê. Thì đó là cho ít nước vào nó xong rồi. Ôi cay quá. Nào. Phải. Ôi con này dài quá anh nhỉ. Con này dài quá. Chấm sông thế nên là rất là dài mọi người. Chấm sông á? Chứ nhìn ngọn nó nhìn như con chấm đen ấy nhỉ. Chấm. Trắng á? Ấy, ừ. Làm thịt cơ. Có một nửa người mà nó cũng đói nhờ anh nhỉ. Cũng chả nhờ. Đẹp à. Ở đây. Anh nhỉ. Ra tránh ra. Không, em cũng cho vào. Cho vào làm gì? Tao cho vào. Không. Ra mày cho tao đi. Em cho vào thì được ăn. Tí mày ăn cá kìa. Rồi. Cho anh ăn tất cả em ăn chuột rồi. Chuột này bỏ cho chó. Ngon nè. Không lấy cho chó mà. Không, để em cho chó. Chùa lắm, mày. Chuột ngon. Ok sao? Em ơi. Rồi, đấy mày trông lửa nha, tao đi hút thuốc lào. Ừ, khoan đấy. Thì em cũng đi đà bảo ơi. Ui, chín rồi anh ơi. Mọi người đã thấy khác bọt đấy, chưa? Thơm nhỉ. Sự là nó có sự khác bọt đấy, chứ không phải là... Bây giờ mình cho sao này á? Vớ vẩn đâu. Sao không chín không anh? Chín hết, chín nhanh. Không chín đâu. Chín. Đâu, cả cái kia nữa. Cả cái sau này này. Đâu cái hao à? Cho đi con chả. Chỗ này. Ui, mày không thái nó ra. Ăn cả cống này nó mới tăng ngon. Thế này thôi, cho thơm thế thôi. Đấy. Phủ vào. Phủ vào.
chú đi chén luôn. Bác xuống anh. Chín hết. Chén được rồi, nhúng tái rồi. Nhau, cần tái cho mọi người. Ai? Ai? Đúa. Đúa không phải đâu. Đúa em đây. Lật phát lại. Bọc hết. Đã đấy, đã đấy. Ui, chà 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 chà. Ui, xà. Là sản phẩm của anh em mình mọi người. Em nếm nhé. Dạ, nhìn thì chắc là cũng ngon đấy. Nhưng mà không biết là nó có chua không. Kiểu gì chẳng ngon. Chưa nếm nước à? Đây, mới thử nước. Ôi, mới thích chua ngon lắm. Mới thích chua mà. Ngon 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 ngon. Ui thì em làm trước miếng. Em ăn chưa? Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mà để ăn là phải tưới thêm nước này bạn. Ăn ăn quê. Bỏ không bỏ không? Bỏ bỏ. Vừa luôn không được cấm. Ngon lắm. Thịt nấu ngon mà nước là chua ăn quê rồi đấy. Ăn rau cải không? Cái này vừa bắn phân đấy. Món đạm. Ê, anh cấu cho em một cái lá. Lá gì nhỉ? Sung. Sung, à, sung à. Sướng. Đây. Phải ghém gọi luôn. Ghém luôn à, chén luôn mọi người. To một miếng cá còn ghém luôn. Phải bỏ rất nhiều vào ăn mới sướng. Cho lá vào. Cấu lá vào. Cho một ít ớt và muối vào. Tưới một ít nước vào. Ăn phải combo chứ. Sao có cái quả này à. Mời cả mọi người nha. Đây, mời tất cả mọi người nha. Ngon thế. Đây, ăn nó phải combo thế này này. Ngon. Combo ngon, tuyệt vời. Chơi gì, bấy gì. Ai không nghe mấy luôn mà. Em bỏ ra. Sao lại ra hết được. Đấy, cho mày nốt miếng đấy. Được chưa. Anh Tam. Ô, miếng chuột. Ăn hết. Có thằng em không cho nó miếng nào. Hết rồi. Hết rồi, không phải bối. Ta ăn cái bóng bóng đầu tiên rồi. Ta thấy mày đang cuốn. Mày đang cuốn cá này. Sao thôi. Nhưng mà nó ngon bằng được à? Ờ thế mày đang cuốn mày bảo ngon lắm mà. Ăn thế này cơ mà. Ngon lắm rồi. Miếng nào cũng miếng con. Con cá đây nó mỏ cho mày một miếng. Khổ lắm. Đấy lại đi. Ui đời cá. Nhường nhường. Làm anh cho đáng nên anh. Ngay đi. Anh vừa. Anh vừa nghe mày cái đấy rồi đấy. Vừa là một cục vừa. Đây à? Ê, một cái quầy, ta chả em ăn ruột, ăn cứt. Tao phải bả luôn bây giờ. Anh là bảo không thế. À, con cá nó có bộ ruột là ngon nhất mọi người. Mình thì cũng không thèm khát gì đâu nhưng mà thôi, cố gắng. Con cá này anh em mình câu ở sông ấy, nó dài lắm. Rất dài đó ngon. Ừ. Dài bỏ hết rồi đó. À. Tuyệt vời. Ngon. Mọi người cũng biết là canh chua của nó này. Canh này ngon hơn canh mẻ. Chua này. Có cả răng. Đấy, đúng hợp ý mày đấy. Chua lòm. Ngon. Đúng là chua chua. Chua chua. Chua lòm lòm luôn. Anh ăn quả me này. Này chua. Wow. Ok. Me đây. Em làm bán nước cành. Nước cành ngon lắm. Đấy. Tuyệt vời luôn. Dằm quả me ra. Nước chua chua mới. Dằm me vào. Ăn nó mới hết giờ. Ừ, dằm me vào nhá. Có thể dằm thêm nữa này. Ê, ê. Bóng. Đây. Không. Dằm má. Nhiều chua. Wow. Tuyệt vời, cái món này nó. Dằm cá vào ấy. Dằm cá vào.
Đây này, phải lấy chỗ này này. Super. Đây chỗ này này, chặt thịt này. Cá super. Đấy. Bên Tây người ta ăn súp mà, mình cũng ăn súp vị cá. Vị cá. Súp vị cá. Súp vị cá trắng. Đã nhỉ. Khá là tuyệt vời đấy mọi người ạ. Súp vị cá trắng. Nước canh nó chua, thế nên là không ngấy một tí nào mọi người. Thỉnh thoảng ăn lại chỉ miếng răng của nó. Miếng răng. Thế này. Một cái răng, hai cái răng, ba cái răng. Húp sút một cái. Chua ngon. Ui cái này mà. Nước này mà ăn gỏi giống ngon ấy nhỉ. Chua này. Gỏi không phải nước của nó. Không phải nước của nó đâu, mà nước của nó. Gỏi đánh dưa chua. Ngon. Hấu à. Hấu à. Ấy. Một cái con này, cứ gọi bạn sang ăn không? Em gọi mà thằng mập sang nhé. Đây, sang đây, đứa nào ăn không? Sang đây. Ăn không? Ui giời, ui giời, thế, ui ui. Ui giời, ui giời. Đây. Đây, 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 tôi cho một bát. Dạ luôn. Rồi. Xong rồi. Rồi. Thế lại về bát cái gì chửi chó? Về lấy bát. Bà chửi chó. Sao bà chị anh á? Sao? Ngon không? Ngon, bình thường. Bỏng à? Mày hút cả nước mà xem. Ngon thế mới là bình thường. Bỏng. Ngon không? Chưa bằng. Chưa bằng gì? Chưa bằng gì? Nhớ. Ôi, mày không biết thưởng thức này, thằng này ngon không? Ngon đấy, thằng này ngon không? Ngon. Thấy chưa? Ngon không? Thấy chưa? Ngon không? Thấy chưa? Chắc cái loại mày ăn như lợn chắc này. Ngon, chắc không đói. Hả? Không đói à? Ngon. Ngon. Cái loại mày. Quên đi. Ta xin nhớ. Đấy. Ăn đi, ăn trong mình. Ăn nữa. Ăn nữa. Không có nước nữa. Đây đây, con ít lòng này. Nó để. Ây, đưa ra để trắng trắng. Nó lại cao rồi thì cái trắng á. Ngon nè. Có trắng cao với lên cây. Không. Đi ăn đi. Không ăn cao. Ăn đi nha, để anh ăn. Đấy. Thế mà kêu không ngon. À đâu, không ngon. Ê, ăn nhanh. Tôm ấy. Ui xùi. Tôm luộc. Làm miếng. Làm miếng. Tôm bị ngu đâu. Nào, ui rồi. Thằng kia, ăn ok chưa? Xong chưa? Ok là. Nào, tiếp tục. Đây, đưa chủ gỡ cho, đưa chủ gỡ cho không xương. Trường có cá cái hết đầu tay luôn à? Công thử chua. Nào, nước chua chua ngon ngon không? Bánh này giống chua cực. Đấy, bụng cá này. Chua nè. Đấy. Nè, chú mê ăn chua lắm. Ăn thử chú mê mà xem. À, bát thằng kia đâu? Bát thằng kia đâu? Đưa đây. Ui. Ui, ui, chua. Chua.